Trước khi tập double soviet thì như cái tên thì các bạn biết là hai kiểu soviet, đó là theo cùng một chiều quay, đó là front side hoặc là back side. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn là front side trước. Ngoài ra để tập cái động tác này dễ hơn thì bạn có thể tập thêm sweep hoặc là tập thêm overturn để cho kiểu nó dễ dàng hơn và hỗ trợ. Trước khi mà bạn tập luyện trên mặt ván thì bạn sẽ tập luyện trên mặt đất trước giống như soviet. Động tác soviet thì là ví dụ ở front side này, mình đã tập như này, và trước là mình đã có rồi. Nhưng mà mình sẽ nhảy lên, kết hợp mình nhảy lên. Đấy, giờ trước sau cũng vậy. Bài ngày xưa thì mình đã hướng dẫn các bạn là như này. Tập thêm rồi, mình sẽ kết hợp động tác nhảy lên như này. Ngoài ra là cái điểm mà mình nhảy ấy, là chính là cái điểm mà mình quay chân là khi mà mình tập soviet. Cũng là một cái điểm mà mình nhảy lên mà khi mà mình tập switch như thế này. Ví dụ bạn sử dụng switch như này đúng không? Đấy, thì kia cái điểm đấy là cái điểm nhảy lên, cái điểm mình nhảy xuống bích, mình vẫn đẩy giống xuống bích và mình nhảy lên mình quay người. Sau khi bạn đã tập được những các bài tập vừa rồi thì bây giờ mình sẽ lên ván và tập luyện cùng với mình nhé. Chú ý mà khi mà mình tập double soviet là trọng tâm bạn lúc nào ở giữa, đừng nghiêng bên trái cũng đừng nghiêng bên phải, chứ bạn tập lại thành công.